Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay trời rất là nắng và chúng tôi mua được chiếc xe này về, chúng tôi cũng mang đến đây để giới thiệu ngay cho quý vị và các bạn. Không để cho quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu nữa, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn ngay sau đây ạ. Trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay là chiếc xe Mazda CX-5. Đây là cái phiên bản CX-5 2.5, số tự động, một cầu. Chiếc xe được sản xuất năm 2017. Đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội ạ. Đã chạy được hơn 3 vạn km rồi. Đây là chiếc xe màu đen và là số tự động, một cầu. Đây là cái phiên bản 2.5. Mặc dù là trời hôm nay rất là nắng, nhưng chúng tôi cũng sẽ phục vụ cho quý vị và các bạn bằng cách là chúng tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn để gửi đến quý vị và các bạn cùng xem về một chiếc xe Mazda CX-5 phiên bản 2017 và là cái phiên bản 2.5 số tự động một cầu này ạ. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về chiếc xe Mazda CX-5 này. Trước tiên thì chúng tôi cũng xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đi xem một vòng bên ngoài để xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe Mazda CX-5 phiên bản 2.5 này. Đây là cái phiên bản 2.5 được sản xuất năm 2017 này ạ. Mời quý vị và các bạn cùng tôi xem chi tiết về phần bên ngoài của chiếc xe. Tất cả là cái phần bên ngoài của chiếc xe này là đây là chiếc xe màu đen, cho nên là trước ánh dưới ánh nắng thì cái màu đen này rất là bóng bẩy ạ và rất là đẹp đấy. Trời rất là nắng nhưng mà chúng tôi cũng phục vụ cho quý vị và các bạn là quay rất là chi tiết đây ạ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cái màn ảnh của quý vị và các bạn để xem chiếc xe Mazda CX-5 này nó còn đẹp và nó còn nguyên bản đến đâu ạ. Chất lượng tới đâu thì quý vị và các bạn nếu như xem cái clip này thì quý vị và các bạn cũng có thể đánh giá được cái chất lượng của nó rồi đấy ạ. Nhìn về cái phần đầu của chiếc xe, đây là chiếc ba đờ sốc của chiếc xe. Phần đầu của chiếc xe thì Mazda cũng đã trang bị cho chiếc xe CX-5 này là một cặp đèn bi xenon. Đây là cái cặp đèn bi xenon mà Mazda đã trang bị cho chiếc CX-5 này rồi đấy ạ. Dưới cặp đèn pha bi xenon thì là Mazda cũng đã trang bị cho cái CX-5 này là một cặp đèn gầm rất là đẹp ạ. Rất là đẹp và thể thao đấy, đèn gầm và cũng là đèn LED luôn. Bộ đèn pha bi xenon này rất là đẹp ạ. Xi nhan cũng đã được tích hợp trên cái gương chiếu hậu này rồi ạ. Nhìn từ xa chúng ta cũng thấy được là chiếc xe đây là cái dòng xe SUV. Dòng xe SUV tức là cái dòng xe gầm cao và 5 chỗ, cho nên là cũng đã trang bị một cái phần bậc cửa rất là thể thao và chắc chắn này ạ. Đây là cái phần bậc cửa của chiếc xe. La răng cũng đã được là trang bị, cái la răng này là rất là đẹp và to đấy ạ. La răng rất là thể thao, la răng 19 ạ. Và cái dàn lốp này là còn rất là đẹp đấy ạ. Nếu như quý vị và các bạn mua chiếc xe này về thì cái dàn lốp này cũng chạy được khá lâu nữa đấy ạ. Nhìn từ đằng sau của chiếc xe này, ta thấy là chiếc xe này là cái dòng SUV, cho nên là rất là khỏe khoắn và được trang bị một cặp bô đôi rất là thể thao và uy lực. Đây là cái phiên bản 2.5 rồi đấy ạ. Xe cũng đã được trang bị khóa thông minh, đè nổ start tốt, bấm khóa trên cánh cửa. Tôi sẽ quay sát về cái phần đầu của xe này cho quý vị và các bạn cùng xem này. Tất cả nó còn nguyên vẹn và nguyên bản hết đấy, không có sự đâm đụng hay là va chạm gì cả đâu, cho nên là cái phần đầu này nó còn nguyên bản và nó đẹp như này ạ. Cũng như cái phần đầu thì cái phần sau, tức là cái phần ba đờ sốc sau của xe cũng vậy, tất cả còn nguyên bản, cho ta thấy là chiếc xe này có chưa có đâm đụng hay va chạm gì cả, cho nên là cái tất cả nó còn đẹp hết ạ. Đây là cái cụm đèn hậu của xe. Đèn hậu của xe cũng còn nguyên bản, chưa có đâm đụng hay là nứt vỡ gì cả. Nhìn về cái tổng thể bên ngoài của chiếc xe này thì là ta cũng thấy được là nó còn nguyên bản hết ạ. Tôi quay tật sát từng chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem để thấy được là nó còn nguyên bản hết ạ. Tất cả là chưa có đâm đụng, chưa có va chạm gì cả, cho nên là nó còn rất là đẹp và mới ạ.
vì chiếc xe này được sản xuất năm 2017 mới chạy có 2 năm thôi. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe Mazda CX-5 2017 động cơ 2.5 phiên bản số tự động một cầu này thì mời quý vị và các bạn liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử chiếc xe này ạ. Giá cả chúng tôi đang bán chiếc xe này chỉ hơn 700 triệu đồng thôi. Cụ thể là chúng tôi đang chào bán với giá là 765 triệu đồng. Chỉ 765 triệu đồng thì quý vị và các bạn được sở hữu ngay chiếc xe Mazda CX-5 phiên bản 2017 2.5 cầu số tự động này ạ. Và chiếc xe này chúng tôi có thể làm thủ tục trả góp cho quý vị và các bạn ngay trong ngày. Quý vị và các bạn có thể làm xong cái thủ tục trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể vay đến 70% giá trị của xe, vay trong vòng 6 năm với lãi suất rất là ưu đãi. Tôi lại quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần khe hở đây, tức là khe hở của tai với lại cái vai của xe, cột chữ A đây ạ, và cái khe hở của cabo với phần tai. Đây, cho quý vị và các bạn cùng xem, tôi quay sát vào đây cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Tất cả các khe hở nó còn đang rất là đều, khe hở mà nó còn đều như thế này. Đây, quý vị và các bạn nhìn xem là tất cả những cái khe hở nó như thế này, còn đều và đẹp như thế này. Tức là cái xe này nó chưa có đâm đụng hay chưa có va chạm gì cả. Nếu như nó có tác động của va chạm hay là tai nạn gì cả là nó có tác động mạnh vào này, kể cả có làm lại thì là nó cũng sẽ biến dạng đi và nó sẽ những cái khe hở này nó còn không còn đều nữa. Đấy, đây tất cả nó còn đều thì chứng tỏ là chiếc xe này chưa có đâm đụng hay chưa có va chạm gì cả. Nó chỉ có xước sát nhỏ nhẹ thì là chủ xe hoặc là chúng tôi mua về thì thấy nó có xước sát nhỏ nhẹ thì chúng tôi cũng có sơn đi. Còn lại là cái đâm đụng thì chúng tôi cam kết là chiếc xe này là không đâm đụng, không ngập nước. Vừa rồi thì quý vị và các bạn cũng đã được cái xem phần ngoại thất của chiếc xe. Tiếp sau đây chúng tôi sẽ quay về cái phần nội thất cho quý vị và các bạn cùng xem. Đầu tiên chúng ta bước vào trong xe, đầu tiên là chúng ta nhìn đến cái cánh cửa bên lái đã. Đây là cái phần cánh cửa bên lái, tôi lại quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Từ cái phần keo chỉ đây, keo chỉ của cái phần cánh cửa bên lái đây còn nguyên, chưa mất một phân keo chỉ nào cả. Đây là cái phần top đi cửa, đây là công tác điều khiển lên xuống kính này. Gương cũng đã được trang bị là gương gập điện rồi đấy, gương gập điện này, tất cả này. Và hệ thống giải trí âm thanh là loa Bose, loa rất là cao cấp ạ. Chỉ có những cái dòng xe châu Âu mới được trang bị loa Bose, nhưng riêng CX-5 phiên bản này cũng đã trang bị loa Bose rồi. Và bản lề cửa đây, tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem. Hoặc là anh em thợ mà có xem qua cái clip này mà muốn lấy cho người nhà thì cũng có thể đánh giá được chiếc xe này nó còn mới và đẹp như thế nào ạ. Tất cả từ những cái bản lề cửa này, bản lề cửa còn nguyên bản này, chốt khóa này còn nguyên này. Nếu như có sự đâm đụng hay va chạm gì thì là những cái này nó không còn nguyên đâu, nó sẽ xô xốc đi. Dù có làm lại thì cũng không thể được đâu ạ. Và chiếc xe này thì Mazda cũng đã trang bị cho cái phiên bản CX-5 2.5 này là cái ghế lái là ghế điện, ghế lái là ghế chỉnh điện luôn đây ạ. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng và có chế độ nhớ ghế hai vị trí. Nếu như quý vị và các bạn có thể bấm vào nút nhớ ghế này thì cái ghế nó sẽ tự động nó chuyển về đúng cái vị trí mà mình đã nhớ. Và đây là cái chế độ iTop. iTop chúng ta đi có thể tiết kiệm được nhiên liệu này. Và cảnh báo absolute, đây là cái nút reset để khi mà chúng ta đã bơm hơi rồi mà vẫn báo absolute thì đây là cái nút reset ạ. Cùng với chế độ TCS. Vô lăng cũng được bọc ra và trang bị vô lăng cũng được bọc ra và tích hợp các nút điều khiển ở trên vô lăng này rồi ạ. Đấy, chúng ta cùng xem, tôi quay qua cho quý vị và bạn cùng xem về cái phần nội thất này. Vừa quay đến đâu tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và bạn cùng xem ạ. Nội thất này còn rất là đẹp và mới đấy ạ. Và cũng đã cửa nóc đây rồi ạ. Chiếc xe này cũng đã cửa nóc rồi, lát nữa tôi sẽ vào trong và sẽ quay lại chi tiết cái cửa nóc cho quý vị và bạn cùng xem ạ. Tiếp theo là cái cánh cửa phía sau bên lái. Như thế là tôi sẽ quay cho quý vị và bạn xem trước là cái phần keo chỉ đây ạ. Tất cả cái phần keo chỉ này nó còn nguyên bản hết ạ. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả thì điều này chứng tỏ là chiếc xe này là chưa có đâm đụng hay va chạm gì cả.
keo chỉ nó mới còn nguyên bản như thế. Bản lề cánh cửa đây, tất cả các ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên hết. Táp đi cửa còn rất là đẹp à. Chiếc xe này còn đang rất là đều và đẹp à. Đây là cái bậc cửa ghế ra phía sau. Đây là cái hàng ghế phía sau của chiếc xe đây. Tất cả còn đang rất là mới. Tôi quay rất là chi tiết và thật gần đấy cho quý vị các bạn cùng xem đấy. Là cái phiên bản SUV, tức là cái xe gầm cao 5 chỗ, cho nên là khoang sau, tức là khoang chứa đồ của xe rất là rộng ạ. Đây là cái khoang chứa đồ của xe, rất là rộng rãi và thoải mái. Quý vị các bạn có thể để đồ rất là nhiều đồ đấy ạ. Đầu tiên tôi lại quay cho quý vị các bạn cùng xem là cái ốc của cái ca cốp sau này nè, ốc của cửa sau. Tất cả gioăng này còn rất là đẹp. Ốc còn nguyên bản hết này, chưa có đâm đụng hay va chạm gì cả cho nên nó mới còn. Keo chỉ này, từ ốc mà còn thì keo chỉ đương nhiên là nó cũng còn thôi. Vì là keo chỉ mà đã mất ra keo chỉ rồi, tức là phải tháo ra để làm thì ốc nó còn không còn nguyên bản nữa. Ốc còn thì keo chỉ nó còn nguyên bản là cái điều đương nhiên. Đấy, và tôi quay cho quý vị các bạn xem về cái trần này. Đây là cái dòng CX5. Nếu như xe mới thì nó cũng rất là đắt tiền đấy. Nếu như là chiếc xe mới thì nó cũng rất là đắt tiền, tức là cái xe thuộc dòng giá trị cao, cho nên chủ xe đi cũng rất giữ gìn, chứ không như những cái dòng xe chạy dịch vụ thì là chủ xe không được giữ gìn. Đấy, chữ rất là đẹp ạ. Đây là cái lốp sơ cua của chiếc xe. Lốp sơ cua vẫn còn nguyên vạch sơn, tức là chưa sử dụng. Lốp sơ cua của xe đây còn rất là đẹp, tất cả còn đang rất đẹp đấy. Riêng về cái phần cốp sau này thì thường là những cái xe này là chủ xe hay đi chơi golf hoặc là có thể để đồ, là những cái này thì nó hơi xước xát một chút thôi. Riêng về xước xát ở đằng sau này thì có thể chấp nhận được, vì nó là cũng là chỉ là cái khoang chứa đồ thôi, nhưng mà xước xát cũng rất là nhỏ nhẹ, có thể cho phép ạ. Tôi quay giới thiệu qua về cái đằng sau này. Đây là cái đằng sau này, là cái cặp bô đôi của chiếc xe đấy. Bô đôi nhìn rất là uy lực và thể thao, rất là đẹp. Và tiếp theo là tôi quay cho quý vị và các bạn xem là cái cánh cửa bên phụ, cửa phía sau bên phụ ạ. Cũng như vậy, keo chỉ còn nguyên hết ạ. Tất cả keo chỉ còn nguyên, chưa có mất một phân keo chỉ nào. Từ cái ốc khóa của cửa này, ốc bản lề cửa này, tất cả ốc còn nguyên bản. Thì điều này chứng tỏ là cái cửa này chưa phải tháo ra, tức là chưa phải làm gì, mà chưa phải làm gì thì là xe chưa có đâm đụng hay chưa va chạm gì cả, chưa có va chạm hay tai nạn gì cả, cho nên nó mới còn nguyên bản như thế vậy. Và tiếp theo đây là cái cánh cửa bên phụ, cửa trước bên phụ đây ạ. Cũng như vậy thôi, keo chỉ còn nguyên hết ạ. Keo chỉ còn nguyên và cái táp đi cửa này rất là đẹp ạ. Tất cả còn đang rất đẹp. Những cái này là nếu như dùng nhiều thì nó sẽ xước hết cái này đi đây. Nhưng mà chiếc xe này dùng ít thôi, nhưng mà chạy hơn 3 vạn thôi thì là tất cả nó còn rất là đẹp ạ. Từ những cái bậc cửa này, ốc khóa cánh cửa này. Đây là tem của nhà sản xuất đấy ạ. Đây là tem của nhà sản xuất. Tất cả về cái ốc bản lề này, ốc bản lề cũng còn nguyên bản. Ốc bản lề còn nguyên bản này, gioăng cửa cũng còn rất là nguyên bản và chưa có xước xát hay là chưa có rách một tí gioăng nào cả. Ghế phụ của chiếc xe này cũng đã được trang bị là cái ghế phụ chỉnh điện hết rồi ạ. Hàng ghế trước này được trang bị chỉnh điện rồi ạ. Và nội thất còn rất là đẹp ạ. Bây giờ thì tôi mời quý vị và các bạn lên xe thôi. Lên xe tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần táp lô của xe đây ạ. Xe cũng đã được trang bị khóa thông minh, đèn nổ start top. Bây giờ tôi sẽ bật cái start top này lên cho quý vị và các bạn xem về cái phần điện đóm đồng hồ của xe đây ạ. Đấy, tôi quay cho quý vị và các bạn cùng xem đấy. Đây là cái phần đồng hồ của xe. Chiếc xe chạy được 3.8 km rồi ạ. Đấy, đây là cái phần đồng hồ của xe.
Hệ thống âm thanh giải trí của chiếc xe này là xe cũng đã được trang bị một cái đầu DVD, tức là đã có đầu VD, đầu DVD màn hình, tích hợp camera lùi và hệ thống âm thanh giải trí là loa Bose. Loa Bose này là thuộc những cái dòng xe châu Âu mới có loa Bose rồi, như riêng con CX-5 này thì là Mazda cũng đã trang bị lên hệ thống loa Bose. Và chế độ Cruise Control đã được tích hợp trên cái vô lăng bọc da này, vô lăng 3 chấu bọc da này rất là thể thao, và cũng đã được tích hợp Cruise Control này, điều chỉnh âm thanh này, tích hợp điện thoại rảnh tay. Tất cả cũng đã được tích hợp lên chiếc xe Mazda CX-5 phiên bản 2.5 số tự động một cầu này rồi ạ. Và đặc biệt là ở phiên bản 2.5 số tự động một cầu này thì chiếc xe Mazda CX-5 này cũng đã có rất nhiều chế độ đi, như chế độ Sport này. Chế độ Sport này nếu như chúng ta chạy đường trường thì là chạy rất là khỏe. Còn nếu như chạy đường phố thì chúng ta không cần, chúng ta chỉ để về chế độ Comfort thì là nó đi tiết kiệm nhiên liệu. Và đây là cái cần số của chiếc xe. Chiếc xe chạy hơn 3 vạn thôi, 3 vạn 8 cho nên cần số rất là đẹp. Điều hòa tự động 2 vùng độc lập. Đây là điều hòa tự động 2 vùng độc lập của chiếc xe đây ạ. Rất là mát. Rất là mát lạnh về mùa hè mà ấm áp về mùa đông. Chiếc xe này rất là đẹp ạ. Tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem. Hôm nay trời nắng cho nên nhìn cái màn hình này nó không được rõ. Chứ còn nếu như mà trời mà nó râm thì nhìn cái màn hình thì nó rõ hơn rất là nhiều. Bây giờ tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn xem qua về cái cửa nắp của xe này, xem nó còn hoạt động hay không đấy ạ. Đây là cái gương này, công tắc điều chỉnh đèn này, cửa nóc này. Đấy, quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Tôi mở cái cửa nóc ra, nó thoáng xe rất là nhiều, rất là thoáng mát. Nếu như quý vị và các bạn mà chạy đường Hà Nội thì cũng không cần sử dụng đến cái cửa nóc này lắm đâu, vì đường Hà Nội là nó hơi bị ô nhiễm. Chứ nếu như quý vị và các bạn mà chạy ở cái đường xuống biển chẳng hạn, mở ra thì lấy không khí ở ngoài trời thì quả thật là tuyệt vời. Đấy, mặt trần xe đây, trần xe cũng còn đang rất là sạch sẽ. Chủ xe đi cũng rất là giữ gìn cho nên là nó đẹp từ những cái táp bi, táp lô cho đến trần xe. Tất cả còn đang rất là đẹp ạ. Tất cả còn đẹp và nguyên bản hết đấy. Chắc hẳn quý vị và các bạn cũng đang thắc mắc là chiếc xe này cái ngoại thất nó còn đẹp như thế, nội thất nó còn đẹp như thế, nó chưa có xước sát hay là chưa có vấn đề gì cả, thì là cái động cơ của nó có đẹp hay không, động cơ của nó có lỗi lầm gì hay không, đúng không ạ? Chúng tôi không để cho quý vị và các bạn phải chờ lâu nữa. Ngay sau đây tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái trái tim của chiếc xe này ạ. Trái tim của chiếc xe này thì Mazda đã trang bị cho chiếc xe CX-5 phiên bản 2017 này là một động cơ 2.5 lít, động cơ xăng 2.5 lít đi kèm một số tự động ạ. Đây là cái động cơ của chiếc xe, và cái động cơ này thì chúng tôi cũng cam kết luôn với quý vị và các bạn, nó còn rất là nguyên bản ạ, và còn rất là mới. Vì chiếc xe này chạy có hơn 3 vạn km thôi, cho nên động cơ này nó còn rất là mới. Nếu như xem về cái phần động cơ, quý vị và các bạn hãy quan tâm trước là cái phần ốc này, ốc chân máy này. Đây là cái ốc chân máy này, ốc chân máy này, và cái ốc mặt máy ở bên trong này đây. Tôi sẽ cho quý vị và các bạn cùng xem, để quý vị và các bạn không đến xem trực tiếp thì quý vị và các bạn cũng có thể xem qua, hoặc anh em thợ xem xe để có thể lấy cho người nhà thì cũng yên tâm luôn, vì chúng tôi quay đây chúng quay rất chi tiết ạ. Ốc chân máy thì vừa rồi, bây giờ là cái ốc mặt máy đây. Tôi lại quay cho quý vị và các bạn xem về cái ốc mặt máy này. Tất cả về cái ốc mặt máy này nó còn nguyên hết luôn ạ. Đây, từ những cái ốc mặt máy còn nguyên. Và những cái ốc trong kia thì có thể quý vị và các bạn, tôi quay đây thì quý vị và các bạn không biết có nhìn được rõ hay không, nhưng mà nó là còn nguyên bản hết ạ. Chưa có một vết tháo lắp hay là vặn ra để làm cái gì cả. Thì điều này chứng tỏ là chiếc xe này máy móc nó còn nguyên bản, chưa phải làm lại hay là chưa có sửa chữa gì cả. Nếu như chưa làm lại, chưa là sửa chữa gì cả thì nó cũng không bị ngập nước đâu ạ. Tất cả từ những cái ốc này nó còn nguyên hết ạ. Ốc tai, ốc giảm sóc, ốc giảm sóc bên này nữa. Đây, tất cả nó cũng còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết là chiếc xe này là máy móc nó còn nguyên bản, không đâm đụng hay không ngập nước gì cả đâu ạ. Và cái phần ốc cabo, ốc cabo nó còn nguyên bản như thế này, thì đương nhiên là cái phần chỉ này, phần chỉ, phần cabo này nó cũng còn nguyên bản thôi. Vì là nếu như ốc mà không còn thì là đương nhiên là đã bị tháo ra và làm lại rồi. Nhưng ốc cabo mà nó còn nguyên bản thì là cái cabo này cũng còn nguyên, chưa mất một phần keo chỉ nào đâu. Tất cả còn nguyên bản hết ạ. Và cái máy móc thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp qua đi, cho nên là nó rất là sạch sẽ, đẹp đẽ, nó không khác gì một cái động cơ mới ạ.
tất cả còn đang rất là đẹp, và chúng tôi cam kết là chiếc xe này chúng tôi mua về là cam kết luôn là chúng nó không đâm đụng, không ngập nước, máy móc nguyên bản ạ. Và chúng tôi đang chào bán với giá là 765 triệu đồng. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp chiếc xe này, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ ở cửa hàng chúng tôi ở 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử chiếc xe này. Chúng tôi đang chào bán với giá là 765 triệu đồng và có hỗ trợ trả góp. Nếu như quý vị và các bạn muốn trả góp thì quý vị và các bạn chỉ bỏ ra tầm 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng thì quý vị và các bạn cũng có thể được sở hữu chiếc xe Mazda CX-5 phiên bản 2.5 này ngay và luôn ạ. Quý vị và các bạn đang xem clip này thì mời quý vị và các bạn hãy like clip và đăng ký kênh để đón nhận những clip mới nhất mà chúng tôi up lên trên kênh ô tô 360 này. Địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo.